Thái Bảo, thời gian vừa rồi thì Bảo cũng có lên một cái mẫu máy hàng Kenmax có mã là ARC200S nhưng mà được anh chị là ủng hộ khá là nhiều và có nhắn tin cho Bảo là khen máy hàng rất là ngon nha. Nên hôm nay Bảo sẽ lên thêm một cái mẫu máy hàng Kenmax là nhỏ gọn hơn cái mẫu sản phẩm Bảo đã lên. Dòng máy này thì Bảo bán dòng đồng hồ nha, có cái mã là siêu nhỏ hơn nhỉ, nhưng mà Bảo không có làm việc nha. Tại bên Bảo thì hầu như là chỉ bán những cái dòng máy nào mà xài đồng hồ được. Nên công ty nào muốn làm việc với Bảo thì phải có đồng hồ trước là Bảo mới tính cái chuyện về chất lượng sau nha. Rồi cái dòng máy này có thương hiệu là Kenmax. Bảo luôn luôn bán hàng là có một cái công ty nhập khẩu của công ty Kenmax nhập khẩu xuất nhập khẩu Việt Nam. Đặc biệt dòng máy này là công nghệ Nhật và linh kiện của Nhật nha. Bo thì cũng khá là khủng khiếp đấy. Rồi Bảo sẽ giới thiệu sơ về con máy của chúng ta một tí xíu. Dòng máy này là xài điện 220. Dòng hàng thì anh chị có thể là chỉnh từ 20 đến 200 ampe. Trọng lượng nguyên thùng và máy là 4,5 kg nha anh chị. Rồi bây giờ bà sẽ tiến hành khui thùng cho anh chị xem bên trong nội thất của máy nha. Dòng máy này thì Bảo chưa có lên video nhưng mà cái mùa dịch này á, thì Bảo cũng lấy hàng rất là khó khăn nhưng mà Bảo cũng cố gắng kiếm hàng để phục vụ cho anh chị ở gần xa nha. Rồi dây hàng thì phải lấy ra hết rồi. Rồi bên trong phụ kiện của máy bao gồm một dây hàng 3m và dây mát 2m, một mặt nạ hàng, một dây để chúng ta trèo cao có thể là đeo vào để sắt máy nha, búa bỏ chuột cướp. Rồi dòng máy này thì bên công ty bảo hành chính hãng 12 tháng nhưng mà riêng Bảo sẽ bảo hành thêm 6 tháng nữa là 18 tháng. Đó anh chị thấy không? Những cái dòng bảo hành thì rất là chất lượng nên bảo hành 18 tháng nó cực kỳ là lâu. Anh chị thấy không? Cái thời gian bảo hành rất là khủng khiếp nha anh chị. Không phải là những cái mẫu máy hàng nào người ta cũng có thể là bảo hành với mức thời gian nó dài như thế đâu nha. Trong cái chương trình lần này thì Bảo sẽ bán cái con máy AC200N này với giá là 1,350 triệu nhưng mà tặng một cái kiếng hàng điện tử. Kiếng hàng điện tử này trị giá là 200.000 nha anh chị, và tốt, có hộp vải đoàn hoàng nha, không phải là cái hộp giấy đâu. Nhưng mà nhiều anh chị mua bảo thì cứ bảo là trừ tiền 200.000 nhưng mà bên cái chương trình công ty nó đã đưa ra thì anh chị không có thể là trừ tiền được đâu nha. Bảo chị bán theo cái nhu cầu và cái công ty nó đề ra để bạc ta cho bảo, hoặc là giới thiệu cái kiếng sắp ưu đãi nên công ty nó đưa kiếng về nên bảo không có thể là trừ tiền cho anh chị được. Rồi bảo sẽ giới thiệu sơ về máy trước. Dòng máy này thì cực kỳ là mini. Đó anh chị thấy không? Một găng tay là đã hết máy rồi anh chị ạ. Một găng tay của bạn trọng lượng bề ngang. Rồi bạn sẽ lấy thước đo cụ thể cho anh chị được nắm rõ. Bề ngang của máy là 10. Chiều dài của máy là 23.5. Chiều cao của máy là 16 anh chị ạ. Rồi nó khá là nhỏ rồi. Nhưng mà bo cũng rất là to nha. Không đến nổi nào đâu nha anh chị. Ngoài ra nó có đồng hồ. Đây bảo sẽ giới thiệu sơ về cấu trúc máy nha. Rồi máy là được phủ một lớp sơn tĩnh điện. Ngoài ra đây là cái thông số máy nó ghi cụ thể đó. Logo của Kenmax thì in nổi, dập nổi luôn anh nha anh chị. Chính hãng của Kenmax, công nghệ Nhật hẳn hoi nên người ta dập nổi, không có thể là dán được đâu anh chị nha. Rồi đây có mã là ARC200N đây, nó khá là tuyệt vời đây. Mặt trước thì nó và mặt sau được phủ bằng một cái khối nhựa liền, đúc liền kề từ trên xuống dưới. Tay cầm cũng bằng nhựa nhưng mà đây nó có hai cái chỗ để anh chị là xỏ dây vào đeo nha. Rồi phần cánh quạt thì cũng tương đối là
khá là to đấy. Rồi bây giờ Bảo sẽ ghim điểm xem máy nó chạy có êm không. Bảo cắt đi, dược không nổi anh chị ạ. Bảo sẽ ghim điểm cho mọi người xem nha. Rồi tí Bảo sẽ test xem hiệu năng làm việc như thế nào mà Bảo này bảo hành thêm 6 tháng là 18 tháng. Bảo hành cực kỳ kinh khủng anh chị ạ. Đó, anh chị chỉnh cái này là bằng phím điện tử nha, nó khá là tiện lợi nha. Anh chị có thể là bấm từng nút một thôi. Nhiều anh chị là bảo là cái máy này nó những cái nút này nó khó xài hoặc là xài nhanh hư, nhưng mà Bảo cam kết cái máy này bảo hành khá là lâu, nên anh chị cứ yên tâm về cái công tắc này đâu, nó khá là lâu hư. Nhưng anh chị xài những cái mod TV rất là khó hư nha, anh chị xài 1-2 năm thì sao mà hư được, trừ khi là anh chị vất rồi nó mới hư nha. Đó, anh chị có thể chỉnh đèn là nó chạy rất là nhanh nha. Đây là hai cái nút để anh chị ra dây nguồn, có thể cắm dây vào đó. Với giá chỉ có là 1.350.000 mà tặng hàng cái kiến hàng nha. Trong máy này thì anh chị có thể là kéo được que 2.5 là tối đa là cả ngày, anh chị có sức là anh chị kéo nha. Mình mua về anh chị mà lúc giao hàng anh chị là yêu cầu bảo là để 1-2 que để test, hoặc là nhà mình có thì có thể là đeo ra kéo thoải mái cho anh chị. Bây giờ Bảo sẽ tiến hành test máy hàng cho các anh chị xem nha. Dòng máy này thì Bảo sẽ kéo cây 3.2 trước. Đây anh chị có thấy không, Bảo đưa hai cây, Bảo sẽ kéo cây 3.2 trước, rồi tí Bảo sẽ kéo 2.6, rồi Bảo sẽ kéo cho anh chị xem. À không, Bảo sẽ hàng sắc mỏng cho anh chị xem nha. Bảo đang để ampe là 200 đó anh chị ạ. À, anh chị thấy không, kéo cũng khá là chất lượng, đốt cũng rất là nhanh anh chị ạ. Nói chung là nó quá tuyệt vời rồi. Cái dòng này thì nó mình hàng 3.2 thì nó cũng rất là tuyệt vời, đốt cây cũng rất là nhanh nha. Tí Bảo sẽ cùng mọi người kiểm chứng với mối hàng nha. Bảo đang để là 200 ampe đấy. Rồi bây giờ Bảo sẽ tiến hành giảm 150 xem nó làm việc trên cây đũa 3.2 này nó như thế nào nha. Đó, anh chị có thể là chỉnh từng nút nha. Wow, cũng rất là tốt anh chị ạ. 150 ampe nhưng mà làm việc cũng rất là ok. Những cái dòng máy mini của Kenmart này thì bo của nó rất là lớn. Đó, Bảo sẽ tiến hành gõ xỉ hàng nha anh chị xem nha. Bảo sẽ tiến hành quay cái mối hàng sắt cho anh chị xem mà lúc mà Bảo kéo ở mức 200 ampe và lúc này nó thấy cái bóng rồi đó. Bảo chỉnh cái điện thoại lên cho mọi người thấy này. Cái mối hàng mà lúc mà Bảo kéo đây là Bảo kéo cây 3.2 lúc mà ampe nó cao, không này là 150 mà nó mối hàng nó cũng ra khá là đẹp, khá là trắng nha anh chị. Nó cực kỳ là trắng luôn, nó thấy không. Bảo sẽ sủi sơ một tí. Đó, đối với cây 2.5 thì khả năng làm việc của nó thì rất là tốt rồi nha. Rồi Bảo sẽ đốt cây 2.5 cho anh chị xem. Không, bây giờ Bảo sẽ tiến hành đốt cây 2.5 rồi Bảo sẽ hàng sắc mỏng nha anh chị xem. Rồi ok rồi đó anh chị ạ. Cây 2.5 thì nó làm việc thì rất là nhẹ nhàng rồi nha anh chị. Bảo sẽ kéo cong cong cho dễ thấy. Đó, mỗi hàng kéo thì cũng rất là tốt rồi, chỉ có 150 ampe thôi. Bảo sẽ giảm xuống 100 ampe xem nó làm việc như thế nào nha. 90 thôi cũng được. Đó, 90 thì anh chị có thể là hàng sắc mỏng vô tư rồi. 90 thì nó cũng đốt tương đối tốt thôi.
Rồi. Bà sẽ gõ cái mũi hàng cho anh chị xem. Đó, cái này là cái sắt mà lúc mà mình để ampe thấp á, để mình hàng những cái sắt mỏng như thế này. Rồi bây giờ Bảo sẽ tiến hành kéo trên cái sắt hộp cho anh chị xem nha. Hộp này cực kỳ là mỏng luôn. Rồi Bảo sẽ cho mọi người xem cái dòng sắt này thì hình như chỉ có một ly gì Bảo cũng không rành đâu. Rất là mỏng nhưng mà Bảo sẽ kéo cho mọi người xem. Nói chung cái này nó cũng làm việc thì công ty nó cũng có đưa ra những cái thông số máy cho Bảo, nên Bảo khẳng định nó là nó có thể là kéo được trên sắt được hộp một ly luôn nha anh chị. Bảo sẽ kéo thử. Bảo đang để mức độ dòng hàng là bao nhiêu đây, Bảo sẽ quay qua. Bảo sẽ tiến hành kéo trên sắt hộp với mức dòng hàng 109 ha. 109 thì nó cũng khá là cao rồi. Bảo sẽ để 100 đi rồi Bảo kéo cho mọi người xem. Bảo sẽ tiến hành kéo này anh chị xem nha. Đó, Bảo kéo nguyên một đường dài tầm găng tay á, mà nó không lủng cái nào luôn anh chị ạ. Mà sắt rất là mỏng nha. Rồi Bảo sẽ gõ xỉ rồi cho anh chị xem cái mũi hàng. Nói chung là kéo trên sắt mỏng thì nó làm việc khá là tốt anh chị ạ. Rồi cái mũi hàng lúc mà Bảo kéo trên sắt mỏng đây này, nó dính liền luôn anh chị ạ. Không có lủng sắt gì, anh chị có thể là yên tâm mà mình hàng sắt mỏng nha. Đối với cái dòng máy này thì kéo sắt mỏng rất là ghê. Bảo sẽ tiến hành kéo thử thêm một lần nữa nha. Bảo hàng thì nó khá là xấu nha. Nên anh chị có thể là mua về tập hàng, Bảo thì cũng mới tập hàng thôi nên không có hàng đẹp đâu. Cái này còn có khúc à, Bảo sẽ lấy thêm một cái nào dài hơn. Rồi anh chị nào mà thấy kéo trên 100 mà nó còn lủng thì mình chỉnh lui. Mình chỉnh cho cái dòng hàng nó thấp xuống rồi mình sử dụng. Bảo để 80, Bảo kéo sắt này coi được không nha. Cái này nó hơi bị dính cái xỉ anh chị. Bảo hàng thì cũng không có đẹp bằng thợ đâu, những anh thợ thì chuyên nghiệp quá rồi. Rồi Bảo sẽ cùng mọi người kiểm chứng cái mối hàng. Đó, Bảo kéo hai lần luôn rồi nhưng mà không có lần nào nó lủng hết các anh chị ạ. Bảo kéo thì mối hàng nó rút vào trong luôn anh chị ạ. Sắc mỏng nó rút vào trong luôn. Wow. Này nó rút vào trong luôn anh chị ạ. Sắt thì rất là mỏng nha, Bảo sắt thì khá là mỏng. Đây, Bảo sẽ cho anh chị xem sắt này, sắt là mỏng cực kỳ luôn. Không phải là sắt dài đâu, sắt dài thì nó làm việc trên cái nền sắt dài thì quá tiện lợi rồi. Tầm anh chị 80 mà kéo cũng khá là tốt nha. Rồi, nếu mà anh chị nào mà muốn mình xài những cái mẫu máy hàng nào mà không quen hoặc là hàng mỏng hay lủng á thì mình nên sắm cho mình một cái con mà Kenmax 200N này nha. Có mã là Kenmax RC 200N. Nó hàng đồ mỏng là khá là tuyệt vời nha anh chị. Anh chị nào mà xài gia đình á thì mua cho mình một cái con này về xài. Sắc mỏng là cứ yên tâm, Bảo thì Bảo cũng hàng cũng khá kém nhưng mà Bảo vẫn hàng được, Bảo kéo được trên cái nền sắc mỏng mà tầm ly ly 2 gì đó. Nhưng mà nó khá tuyệt vời. Anh chị nào mà về hàng không quen mình sắm cho mình một cái con này kéo sắc mỏng là cực kỳ tuyệt vời luôn. Rất là ít lủng nha. Bảo thì Bảo kéo sơ sơ vậy thôi đó, còn anh chị nào mà thợ thầy thì kéo rất là đẹp. Rồi Bảo chào mọi người, Bảo sẽ xin kết thúc video tại đây nha.